Trấn Thành tiên phong đến HTV ủng hộ 100 triệu mua vaccine COVID-19. Thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Mặc dù tại Việt Nam, các cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng kiểm soát dịch một cách tốt nhất. Thế nhưng trước tình hình dịch bệnh ở bên ngoài thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, phía các cơ quan chức năng đã có kế hoạch và đang thực hiện mua vaccine COVID-19 về tiêm chủng cho người dân. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) mới đây kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua vaccine ngừa COVID-19 và MC Trấn Thành lập tức tiên phong ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ này. Tôi hoàn toàn tình nguyện là người đầu tiên ủng hộ 100 triệu giúp cho chính phủ trong việc mang thật nhiều vaccine về giúp cho người dân. Nếu có điều kiện, quý vị hãy giúp đỡ cho những người chưa có điều kiện. Điều này không chỉ giúp cho mình mà còn cho toàn xã hội. Hy vọng Việt Nam sẽ luôn bình an, tươi đẹp và tuyệt vời như đã từng. Hãy luôn giữ gìn điều đó mãi về sau, không chỉ cho chính mình mà cho gia đình, con cháu. Theo Trấn Thành, việc đặt mua vaccine COVID-19 để tiêm ngừa cho cộng đồng là hành động rất vì dân của chính phủ và anh mong muốn góp phần nhỏ để thúc đẩy hoạt động đó. Trước Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ hai miền như Tuấn Hưng, Đức Hùng, Hà Hương, Hòa Minzy, Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm, Hồng Diễm cũng chung sức giải cứu nông sản và ủng hộ trang thiết bị y tế cho Hải Dương trong đợt bùng phát dịch COVID-19 kể từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Bản thân Trấn Thành bị dịch bệnh ảnh hưởng khi phải hủy công chiếu phim Tết Bố Già. Theo ông Dương Thanh Tùng, trong nỗ lực cùng toàn dân chung tay ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, HTV đã phát động phong trào ủng hộ kinh phí mua vaccine COVID-19 phòng chống dịch. Theo đó, vào ngày 22 tháng 2, HTV đã phát động chương trình Triệu Trái Tim, Một Tấm Lòng, Vaccine Vượt Qua COVID-19. Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp kinh phí mua vaccine COVID-19, đồng hành với HTV góp một phần thiết thực cùng toàn xã hội vượt qua đại dịch. Trước đó, nghệ sĩ Minh Vương cũng đã đến đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp, chung tay mua vaccine COVID-19. Chính thức từ ngày 25 tháng 2 thì HTV mới bắt đầu tiếp nhận đóng góp. Nhưng 3 ngày qua đã có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, có cả các cháu học sinh đập heo đóng góp cho chương trình mua vaccine COVID-19. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, hơn 100.000 liều vaccine COVID-19 đã về tới Việt Nam. Số vaccine này sẽ được ưu tiên tiêm cho những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Phía chính phủ và Bộ Y tế đang cố gắng đẩy mạnh hơn nữa việc mua vaccine từ nước ngoài cũng như cố gắng đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Trước đó vào tháng giữa tháng 10 tháng 2020, trên trang cá nhân, MC, danh hài Trấn Thành thông báo cũng đã kêu gọi người hâm mộ chung tay quyên góp ủng hộ người dân miền Trung đang phải chịu nhiều khó khăn vì bão lũ. Số tiền Trấn Thành đóng góp là 300 triệu đồng. Nam danh hài còn nhận đóng góp của mọi người trong 3 ngày từ 15 đến 18 tháng 10 và chuyển tiền vào miền Trung để trao lại những nhu yếu phẩm và tiền cho bà con nơi đây. Chúng ta hãy chung tay góp sức, mỗi người chia sẻ một ít cho bà con miền Trung. Tôi sẽ mang xuống dưới giúp cho người ta, khổ gì mà khổ dữ vậy, thiên nhiên đối xử tệ với bà con miền Trung quá, thấy thương, mỗi năm đều bị, không biết bao giờ mới dứt, Trấn Thành chia sẻ. Cuối năm 2020, người dân miền Trung phải vật lộn với bão lũ. Nhiều người mất tích, thiệt mạng, nhà cửa chìm trong biển nước, bà con không có lương thực cứu đói. Xót xa trước điều đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân vượt qua. Ngay khi nhận được tin nhiều tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, ca sĩ Thủy Tiên đã kêu gọi mọi người hỗ trợ. Sau 2 ngày, tài khoản của Thủy Tiên đã nhận được hơn 22 tỷ đồng. Trong đêm, cô đã trực tiếp bay ra Huế để mua và trao nhu yếu phẩm cho người dân. Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên đi chân trần, lội nước đi cứu trợ người dân vì bão lũ khiến nhiều người xúc động, rơi nước mắt. Cùng với Thủy Tiên, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà cũng thông báo vận động được số tiền 3,5 tỷ đồng. Cặp nghệ sĩ dự định khi nước rút sẽ ra miền Trung giúp đỡ cho những đối tượng đặc biệt khó khăn, thiệt hại lớn về người và tài sản. Ca sĩ Phi Nhung cũng quyên góp được 200 triệu đồng.